Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên kính chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất là thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tưởng hộ nhé. Thì hôm nay em vừa đi tuyển về cho anh em được 3 em chim bổi rất tố chất, rất tiềm năng để về anh em của dàn anh em nhé. Đầu tiên trên màn hình là bé số 10, một bé màu đá lân, gốc màu rất chìa dày, cánh sẹ gà tre. Con này rất chìa mau chim anh em nhé. Cái chim vừa về đến nhà mà em cũng quay sơ qua cái bóng bộ và thái độ để chia sẻ cho anh em. Và em cũng sẽ báo giá công khai trên clip để cho anh em được biết giá cả từng bé luôn, mà phù hợp với túi tiền của anh em. Anh em nào mà ưng cái mẫu chim nào, với cái giá tiền của em chim nào thì nhớ alo trực tiếp số điện thoại của em nhé. Đầu tiên trên màn hình là bé số 10, em sẽ chia sẻ cho anh em cái giá là 1,5 triệu anh em nhé. 1,5 triệu. Một bé màu đá lân, cánh sẹ gà tre, đuôi chích chòe anh em nhé. Con này là đuôi chích chòe, đuôi rộng về vành như con chích chòe ấy. Thái độ rất chìa tốt rồi, lông mỏng, trường chim. Vừa về nhà ra giọng cũng rất chìa tốt rồi anh em nhé. Đấy, em quay chi tiết anh em có thể là ngắm được cái sơ qua cái bóng bộ của con chim. Anh em đón xem clip của em thì bớt chút thời gian cho em một like và một đăng ký kênh em nhé. Gọi là anh em có thể vào xem giải trí, xem vui vẻ. Anh em có nhu cầu thì là ủng hộ em. Còn anh em không có nhu cầu gột bổi thì có thể là vào xem giải trí, xem thư giãn, hoặc xem thỏa mãn cái niềm đam mê, xem những con chim bổi em tùng tuyển cho anh em gọi là có ok không. Rất đẹp anh em nhé. Và tiếp theo là đến bé số 11, là một bé màu lân, gốc màu dày như ngón tay em nhé. Trường chim lông mỏng, hầu bò mặt dữ. Con này thì cực kỳ vip luôn anh em nhé. Nhìn bóng bộ của nó thì quá cân đối luôn. Tổng thể con chim từ cái màu, yếm, bộ lông, lông mỏng, ngực lở, hai bên u vai rất là lở anh em nhé. Màu thì dày. Đấy, thái độ cực kỳ tốt, mặt siêu dữ anh em ạ. Chim rất là già rừng anh em nhé. Chim thì chim của núi đá Đặng Sơn. Đấy, anh em có thể là tự thẩm này. Bé chim này thì em chia sẻ cho anh em cái giá là 1,8 triệu anh em nhé. 1,8 triệu. Nói chung là em chim này cái giá tiền với cái mẫu chim này là quá hợp lý luôn anh em nhé. Anh em nhanh tay đón em nó về đội. Đấy, giá thì em cứ báo công khai trên clip, không phải giấu giếm anh em cái gì cả. Anh em thấy ưng, thấy phù hợp thì bảo tồn. Và bé cuối cùng của ngày hôm nay anh em nhé là bé số 12, một bé màu đinh. Con này thì nó phải nói thoảng siêu rộng anh em nhé. Ở trong học ấy, hôm nay em bắt phải nó hót hót dọc đường một bé chim bổi, nhưng mà nó hót 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 không ngừng nghỉ luôn anh em nhé. Giọng xoắn tít luôn. Nó hót hót có nghĩa là dọc đường nghe tiếng con chim kêu phát là nó bắn đấu giọng luôn anh em ạ. Nói chung là mẫu em chim này thì phải nói là siêu mỏ. Con này mà anh em chăm tốt nó có lết dê cầu rất thì hay anh em nhé. Đấy anh em thấy chưa. Đấy, mặc dù chim bổi về mình chỉ gọi là quay sơ qua vì nó vẫn nhát ấy. Quay sơ qua cái thái độ mới chất giọng thôi, nhưng mà cái đôi chân của nó anh em có để ý em, cái lết dê dê cầu này anh em mà chăm căng lên đấy, nó sẽ đấu tốt, nó sẽ dê cầu đẹp mắt luôn anh em ạ. Đấy, bé số 12 này thì em chia sẻ nhanh cho anh em cái giá là 1,6 triệu anh em nhé. 1,6 triệu. Một mẫu chim siêu giọng. Anh em ưng nó thì cứ nhớ alo trực tiếp số điện thoại của em.